Có khi đi nhiều, có khi đi ít. Bữa nay là cá bóng tròn không ha? Cá bóng đen. Thôi mình sẽ tập trung vô cái con này. Cá bóng cá. Cá bóng cá. Đây, nhân vật chính. Hôm nay mình sẽ thả nhân vật chính này về thiên nhiên nha. Mấy bạn kia đi theo phụ thôi. Giống mất skipper. Con này nó giống cá kèo mà ở đây gọi nó là cái gì con? Cô cũng không biết nữa, cô thấy nó giống cá kèo. Chả biết tên nó nữa. Cô cũng không rành nữa. Con này là cũng thuộc họ cá cá nhà bùng. Mất skipper nha. Nó giống cá kèo vậy. Mà nó không phải cá kèo. Dạ. Yeah. Giải nó to hơn. Cá kèo nó đâu sống được đây hả cô? Cũng được, ít lắm. Dạ. Nước lợ nó mới nhiều. Này bên này nước mặn luôn nên á. Ở đây có con này. Con này giống cá hồng nhan mà màu hồng. Còn cá hồng nhan nữa đây thấy thường nó không cô? Lâu nó có. Con nó cũng hiếm thôi.